Bệnh viện Lâm Đồng cho biết hiện sức khỏe của cháu Hoàng Minh Nhật, 8 tuổi, học sinh lớp 3, ngụ tại thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, nạn nhân trong vụ nổ cục sạc đèn pin, đã ổn định sau 2 ngày nhập viện cấp cứu chữa trị chăm sóc. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận em Nhật nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát cả 5 ngón tay. Nguyên nhân do cục sạc đèn pin khi đang sạc bị phát nổ, khiến cả 5 ngón tay của bàn tay phải của em Hoàng Minh Nhật bị dập nát. Ngoài bị thương nặng ở bàn tay phải, em Nhật còn bị một số vết thương nhẹ trên mặt. Cũng theo gia đình, thì cục sạc đèn pin được mua ở ngã ba Tà In, huyện Đức Trọng và chưa rõ nguồn gốc. Vụ tai nạn trên một lần nữa cảnh báo về việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình, nhất là các thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ.